Đừng có cây nhỏ nhiều tuổi, cũng cúng cúng ở trong tuổi. Hết rồi, đó là lăng lề. Đừng lặn lội thân cò. Cái tổ nó nhiều chứ, mà cũng có tổ thì có con, có tổ thì nó cứ ra vàng rồi. Vậy là đoạn chèo tay của mình cũng kết thúc nha, em xin chúc cho mấy chị nhà mình có chuyến tham quan chàm cho vui vẻ luôn nha. Dạ, cảm ơn chị. Mình có mũi nữa. Đương nhiên là mũi rồi con, nếu cái này trong cái rừng cây này không mũi. Nó chỉ như một bầy yêu mà cò trắng ở trên tổ. Ờ, đây. Không nghe con mũi kêu như sáu tuổi à, bay về rồi quá trời rồi nè, nãy mình đi không có bây giờ bắt đầu nó bay về, nãy mình đi đường khác à, vậy hả? Muốn xem cò dạt phải đi bên thuyền chiều tay của cò dạt nó sẽ nhiều hơn, bên tàu máy vẫn có nhưng mà tại vì chạy tiếng động đó chị, bay hết thôi. Dạ. Đây là sạc.